Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2021, cụ thể như sau. Số ca mắc trong cộng đồng, số ca mắc mới trong ngày, 292 trường hợp, bao gồm huyện Trần Đề, 103 ca, huyện Kế Sách, 102 ca, thành phố Sóc Trăng, 58 ca, huyện Mỹ Xuyên 12 ca, huyện Mỹ Tú 5 ca, thị xã Vĩnh Châu 5 ca, huyện Châu Thành 4 ca, huyện Củ Lao Dung 3 ca. Trong đó, 97 trường hợp là F1, 2 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó. 162 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 31 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 7.867 ca. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 90 ca. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại 4.963 ca. Số ca tử vong trong ngày 1 ca, cộng dồn 57 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế 2.847 ca. Tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 87,05%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ hai mũi là 19,82%. Bà con từ các tỉnh, thành phố về Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, cài đặt ứng dụng BC COVID để có mã QR, cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh.